Xin chào chị Thùy Vi và chào tất cả mọi người đến với cái kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Hôm nay Phước Sửu và chị Thùy Vi sẽ phân tích cho quý anh chị một cái dòng sản phẩm tại khu Nam Sài Gòn mà được rất là nhiều người đang đón chờ phong chị Thùy Vi. Thì chị Thùy Vi có thể là thông tin sơ qua về cái dự án để cho quý anh chị ở đây nắm rõ được không ạ? Thì đây là một cái dự án mà được rất là nhiều nhà đầu tư mà chú ý đến, đó là chính là cái giai đoạn 2 của cái dự án GF Metro Nhà Bè. Thì cái phân khu thứ hai này nó có cái tên là Zai Edu County, nằm trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, Nhà Bè, Phong Trì. Với quy mô đợt này mở bán khoảng là 49 hecta và có khoảng là 1678 căn hộ, và dự kiến là đầu năm 2023 này sẽ khởi công với chị Thùy Vi. Thì nghe đến cái tên thì mình có thể đoán là cái phân khu này sẽ tập trung rất là nhiều với trường học ở đây. Dạ. Yeah. Đúng rồi, nghe cái từ edu là sẽ là tập trung rất là nhiều là trường học ở đây ha. Thôi với vị trí là tọa lạc trong một vị trí rất là đắc địa, được mệnh danh là Phú Mỹ Hưng thứ hai gì ạ. Căn hộ Zai Edu Country là chứng minh một cái tác phẩm tuyệt vời và thịnh vượng chất lượng của sản phẩm tại nơi đây luôn chị ạ. Với vị trí đắt giá như vậy đó, thì chị có thể là phân tích cho quý anh chị và cả nhà ở đây nắm rõ được cái tiện ích mà nội khu sắp tới mà dự án Zai Edu Nhà Bè sẽ triển khai được không chị Thùy Vi? Thì tiện ích nội khu của dự án này là mình phải nói đến cái việc là an ninh của dự án. Tức là cái dự án này mình sẽ làm cái an ninh là khép kín và có 3 lớp bảo vệ. Yeah. Tức là đi vào một cái cửa của một cái khu, một cái gọi là cái phân khu sẽ có lớp 3 lớp cửa bảo vệ ở đây. Thì ngoài ra thì được bố trí một cái đội ngũ an ninh rất là chuyên nghiệp ở mỗi một cái cổng vào của các phân khu. Thì công viên thì là được trồng đa sắc màu với cái hệ thống ánh sáng gọi là chuyên nghiệp. Đúng rồi, ở đây thì có rất là nhiều cái dãy clubhouse, có một số clubhouse phổ biến và nó giống như là một cái resort ha, hay là khách sạn cao cấp luôn chị Vi. Và chị, khi mà chị Ly lạc vào cái khu căn hộ này thì gần như chị Vi được trải nghiệm tại một cái đất nước Hàn Quốc cái chị Vi. Thì nó rất là nổi bật và cảm giác như vậy thì khách hàng sẽ cuốn hút bởi một cái dự án gọi là rất đặc biệt. Và ở đây thì khi nãy chị Vi có nói là an ninh được siết chặt là 24/7 luôn ha. Dạ. Thì còn ra ngoài ra thì những cái tiện ích nội khu của dự án xung quanh kể đến như là trường học rất là lớn và những cái bệnh viện, thì chị Vi có nghe đâu là chị Vi đang cho con học tại một cái trường quốc tế rất là lớn tại khu Nam Sài Gòn. Thì chị Vi có thể là nói đến cái trường này thì nó kế cận cái dự án này hay không ạ? À, tại vì mình đang học ở trường Quốc tế Mỹ, thì nằm ở trên đường Nguyễn Văn Tạo, là nó nối liền với lại đường Nguyễn Hữu Thọ của mình luôn. Thì là một cái trường với diện tích cũng khá là lớn, nó sát bên cái dự án của mình, có nghĩa là từ trung tâm phải đi qua dự án xong mới tới cái trường của mình luôn. Dạ. Quá tuyệt vời. Thì ngoài ra những cái tiện ích mà mình đang thừa hưởng như là bệnh viện Pháp Việt, bệnh viện Tim Tâm Đức, siêu thị Lotte Mart, siêu thị Vivo City, và đặc biệt là dự kiến sẽ có một cái tuyến metro số 4 đi ngang qua cái dự án bên mình, và là một cái tuyến metro dài nhất từ quận Thanh Xuân quận 12 đi xuống Bến Thành và đi xuống Long An luôn chị ạ. Rồi thì mình sẽ đi chi tiết vào cái thiết kế của cái căn hộ này chị ạ. Thì các căn hộ Zai Edu Country này được thiết kế theo một cái phong cách rất là hiện đại với một cái sự tiện nghi và một cái lối sống rất là gần gũi với thiên nhiên. Các tòa cao ốc được thiết kế với độ cao phù hợp thôi chị ạ, và đảm bảo các căn hộ sẽ có nhìn thoáng và view tầm ra được rất là nhiều nơi, về trung tâm quận 1, về hướng sông, và tạo cảm giác một cái không gian trong lành, dễ chịu và không bị tù túng á chị Thùy Vi. Các căn hộ đều có cửa chính và cửa sổ rộng rãi thoáng mát, giúp cho không khí trở nên lưu thông dễ dàng và hưởng trọn một ánh sáng tự nhiên, và giúp sức khỏe của quý cư dân ở đây trở nên ngày một tốt hơn. Phân chia tối ưu diện tích tất cả các phòng giúp thoát
phát huy tất cả các chức năng và sử dụng không gian tối đa đa chiều, thiết kế theo cái lối kiến trúc mở nè, khu vực phòng khách, phòng ăn và phòng bếp tạo nên một cảm giác rộng rãi, thoáng mát, ấm cúc. Và nhà vệ sinh và khu giặt thì bố trí rất hợp lý, lô gia thì rất rộng rãi đó chị Thùy Vi. Thì cảm giác như vậy thì khi mà mình sống trong một cái không gian căn hộ và đẳng cấp như vậy đó chị Thùy Vi, thì chị Thùy Vi cảm giác như thế nào khi mà chị Thùy Vi sở hữu một cái căn hộ gọi là đẳng cấp nhất tại khu Nam và sắp ra mắt trong thời gian này? Thì mình rất là thích, tại vì ở đây á, nó được cái là một cái không gian thoáng đãng á. Yeah. Tức là khi mà mình ở những cái khu căn hộ ở bên ngoài á, thì nó chỉ là nó không có được một cái không gian rộng với công viên nè, với sông nước nè, với một cái hệ sinh thái đa dạng như vậy. Yeah. Thì ở đây nè, không chỉ là mình sở hữu được cái căn hộ của mình mà mình sở hữu luôn những cái tiện ích xung quanh luôn. Yeah. Là, thì căn hộ như chị Vy nói thì là nó một cụm căn hộ vẫn quá nhiều tiện ích trong một cái khu dân cư. Và nói đến cái chủ đầu tư là GSA ANC, là một tập đoàn quốc gia đứng đầu tại Hàn Quốc về tất cả những cái công trình xây dựng phong. Và đặc biệt tại Việt Nam thì GS đang đầu tư làm một cái tuyến tàu ngầm metro số 1 và sắp đưa vào hoạt động, và đứng thứ 22 trong tổng số 250 công ty là những công ty xây dựng hàng đầu của thế giới luôn chị ạ. Và được bình chọn bởi tạp chí kỹ thuật đến từ Hoa Kỳ là một trong những công trình xây dựng là lớn nhất thế giới. Dạ. Bề dày lịch sử 50 năm của GS đó, thì nay đã có mặt trên 28 quốc gia và tất cả các vùng lãnh thổ, hình thành trên 31 chi nhánh và có khoảng 224 dự án trên toàn thế giới luôn. Còn nói về pháp lý đó chị Thùy Vy, thì GS với cái phân khu này là zaiedu.com.ty là một cái pháp lý hoàn toàn để cho khách hàng tin tưởng. Ở đây là minh bạch, đầy đủ tất cả những cái thông tin về là giấy phép xây dựng, quyết định bàn giao đất, đóng thuế đất cho nhà nước và quyết định triển khai dự án, quyết định là được bán hàng, sẽ chủ đầu tư sẽ cung cấp đầy đủ cho quý anh chị. Thì quý anh chị có thắc mắc, chị Thùy Vy có thể là phân tích cho quý anh chị cái lý do để sở hữu cái dự án này được không? Lý do sở hữu dự án, nếu mà tính về cái đầu tư á, mình có hai cách. Là một là mình tính về cái không gian sống thì nó rất là ok, rất là ổn khi là mình lựa chọn cái không gian sống và mình an cư ở đây. Còn ngoài ra thì nếu mình tính trên cái phương diện là mình đầu tư á, thì là mình rất là đáng đầu tư, bởi vì cái số lượng căn hộ, biệt thự và căn nhà phố cũng như là số lượng căn hiện tại nó rất là thấp, ít. Dạ. Nó hiếm á. Dạ. Cho nên là khi mà mình đầu tư mà để mà bán lại á, thì nó rất, cái khả năng ra hàng của mình rất là cao. Ngoài ra thì cái thương hiệu của dự án khá là lớn, tại vì khi mà đợt đầu tiên mà khi mà chủ đầu tư mở bán thì không có chạy truyền thông nhiều. Nhưng mà cái số lượng booking khi mà khách hàng khá là nhiều, khá là hot. Mọi người là năm đợt đầu là tới 10.000 booking, nhưng mà sau đó là người ta rút bớt còn 5.000. Dạ. Ngoài ra ở đây có 19 trường học trong phân khu này chị. Có 8 trường mẫu giáo, 7 trường tiểu học và 3 trường trung học cơ sở, và có một số trường, một khoảng 2 trường trung học phổ thông, và cùng với hệ thống trường quốc tế, bệnh viện rất là đầy đủ chuyên nghiệp trong cái dự án Zaiget này. Ngoài những cái trung tâm thương mại lớn giống như Vivo City, Lotte, thì ở đây sẽ hình thành là một cái trung tâm thương mại là hiện đại nhất tại GS Nhà Bè, với những cái công viên văn hóa thể thao bậc nhất tại khu Nam, và một cái lớp bảo mật và an ninh hai lớp, quét võng mạc và có thể là an ninh giám sát 24/24. Mà sử dụng công nghệ 4.0 toàn bộ trong dự án gì ạ. Còn chần chừ gì nữa, cùng với Phước Sửu và Thùy Vy sẽ khám phá đầy đủ về cái dự án căn hộ zaiedu Country của cùng khu dân cư Zaiget Nhà Bè của tập đoàn GS Nhà Bè, để lựa chọn cho mình một cái nơi an cư và nơi lạc nghiệp, phong chị Vy. Thì chị Vy có nhắn nhủ gì với khách hàng trong thời gian sắp tới khi mà quý anh chị lựa chọn cái căn hộ này hay không?
Thật ra thì vì cái số lượng căn hộ khá là hiếm, cho nên là khi mà cái giỏ hàng nó ra mà quý anh chị và các bạn nếu mà có thể mua được đó, thì căn nào nó cũng có lời hết. Dạ. Tất cả là nếu mình lấy được thì mình cứ lấy. Dạ. Ừ. Nó hot lắm phải không chị? Quá hot. Cứ lấy vào là mình có thể là trên lệch bán lời ngay, giống như cái đợt 1. Bởi vì chủ đầu tư nó quá uy tín, quá tin tưởng. Nhiều khi đợt này á, cái tốc độ chợ, cái tỷ lệ chợ nó còn cao hơn nữa. Dạ. Đúng không? Tại vì đợt 1 của mình đã quá lời rồi, cho nên là tỷ lệ đợt này sẽ còn cao hơn nhiều. Quý anh chị cần thêm thông tin, inbox ngay cho Phước Sửu và Thùy Vi, hoặc là quý anh chị có thể là chat Zalo ngay cái số hotline bên dưới. Phước Sửu và Thùy Vi sẽ cung cấp cho anh của chị nhiều thông tin hơn nữa về căn hộ gọi là bậc nhất tại khu Nam này nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau ạ.